có bia nữa đó. Cái này là cũng như chết rồi, cái dư này là chị ông nào bác, ông đây nè. Bác ngủ vậy bác sợ không? Hồi hả bác ngủ đây nè. Hồi lần bác ngủ bên đây luôn hả? Thì thằng này ổng chết mở cửa mã thì thằng này bằng tận trăm ngày. Thì trong một năm gì là? Trong năm có 3 tháng mấy gì đó hai cha con chết. Hai cha con mất hết thì lúc đó thì cái bác suy sụp dữ không? Suy sụp rất lúc nó mặn ăn không nổi luôn, ổng suy sụp luôn. Dạ. Chứ hồi đó nó còn ổng còn sống đó, nó có hiếu với ổng đó. Đi mò cá bự, con gì bự để dành cho ổng đúng mà. Dạ bác. Dạ vâng, hồi xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay vừa tiếp tục ở An Phong với cô bác quý anh chị. Thì được sự giới thiệu của một cái thím này nè. Thì vừa hồ tìm đến một cái hoàn cảnh này nghe nói khó khăn mà khi mà mất không có đất chôn luôn hả bác? Không có đất chôn, mới chôn trong nhà đó. Chôn trong nhà luôn hả? Không có cục đất nào đâu. Chôn trong nhà. Ông chết mà để tôi trong nhà đi cũng nghe lời ông vậy đó. Trời ơi, bác là chủ nhà hả? Dạ. Rồi. Chồng chết rồi vậy. Bác ở nhà này lâu chưa bác? Lâu rồi, nhà nước cho nay gần 20 năm rồi mà hộ cho thì cho cái sườn không mà còn cái này mấy chị em giờ hùng lại cho người ít trăm dựng thiết á. Bác năm nay nhiêu rồi? Cái 62. Rồi cái qua năm sau rồi cho cái nhà này cái ông phát bệnh tai biến là 17 năm mới chết á. Tai biến 17 năm. Nhà này dách này tạm bờ này của bác luôn hả? Cái này của người ta cho nữa, cái này cũng như nhà nước cho cái sườn không mà dách này của chị em tôi thấy tội nghiệp á. Ô nhà bác nền đất hả? Nền đất đâu đó giờ vậy đó. Có không có tiền nào không? Bác nãy bác nói là bác năm nay bao nhiêu rồi? 62. 62. Bác trai là mất lúc bao nhiêu hả bác hả? Bác trai mất lúc 62, năm nay ông 65. Ừ. Nhà bác mưa gì như thế này rồi có dột dữ không? Không có hởm dông, có tạt hết trơn, không uống có được. Mất ruộng dạ. Kiếu lại rồi cho nào tỉnh luôn lấy lại. Nhà bác là có bao nhiêu người? Cũng chỉ có con mà nó có vợ chồng, nó đi tứ tán mặn chân khổ. Mấy người con? Bốn đứa mà chết đứa đó. Rồi còn ba đứa mà nó đi mặn tứ tán trơn rồi nó khổ rồi đi mặn. Cũng như là nghèo quá rồi đi con đi tứ tán trơn về. Hai đứa bà ở Bình Dương. Con lớn của bác là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 43. 43. Con nhỏ? Con nhỏ Út ở trơn 34. Cái người mất là năm nay nhiêu rồi? Người mất là 39. Mất năm nay mấy năm bác? Mất lượt với ổng năm nay 3 năm đó. Ừ. Thì nó chết mới có 3 tháng 10 ngày thì ổng chết. Trời. Chỉ được 1 năm bị gì mắc bệnh luôn hả bác? Thằng kia thì bệnh lao á. Ừ. Rồi ổng thì bệnh tai biến, cũng như ông tai biến rồi 17 năm cái ông phát bị gan cái ông chết. Con nghe nói là nhà mình mất mà ở trong nhà thì ông mất với lại chú mất. Là sao mình chôn ở trong nhà hay bác ha? Hồi đó không có đá cát nữa hay ai nữa, ổng gần chết đó cái ông nói nữa. Rồi bị thằng trai đó rồi đó nó cũng như nó bệnh đó nó bà ba nó cũng chết và để con trong nhà để con sợ ma. Trời ơi. Rồi cái ổng nghe lời cái chết nó chết trở về bác còn ở Bình Dương ở nhà ổng đào lỗ sẵn rồi về làm sao giờ thì chôn nó luôn chứ làm sao giờ. Rồi ổng nghe lời nó ổng bị tai biến đó rồi ổng cũng như rồi cô bác của anh chị thông cảm cái thẻ nhớ nó bị lỗi nên là tắt máy hoài. Thì hồi nãy con nghe bực bác gửi đến cái câu chuyện là con trai của bác á. Dạ. Là khi mà chết thì trân trối là ông đồ đào mộ cho con luôn hả? Dạ. Là sao bác? Ông cấp ông lúc đó ông nó còn sống đó. Cái nó ngậu nói chuyện với ổng nè bà nữa con chết bà chôn con chỗ đó đó con ở ngoài đồng ông sợ ma trời ơi rồi cái chở nó rồi Sài Gòn mà cái bác ra không kịp đó rồi chở gì đây đi rồi cái ổng nghe lời nó chỗ ông đào lộ cũng kêu người ta đào lộ chỗ đó đem về thì bác về tới đào lộ rồi phải không thì chôn bác gặp bác sợ không không rồi cái tới chừng ổng chết cái ổng biểu để ổng trên đầu nó cũng nghe lời luôn rồi ổng nói bà còn nhiêu bà ở nhiêu là ông chết là ông nói là ông trên đầu con ba trên đầu con hả? Ông nói nó để tôi trên đầu nó đó rồi bà còn nhiêu thì bà ở nhiêu. Trời ơi sau này bác trăm tuổi già thì sao? Không biết tôi nói mấy nhỏ tôi nói thôi nữa mẹ chết đem vô gì tì thì sao bác không tại con bác trăn trối nên chôn trong nhà luôn chứ đem gì tì cũng được mà phải không? Cái thằng trai thì nó nói thằng Út nó nói cho ông cặp ba nó đó rồi ba nó rồi cái tôi chị ba đồ mới nói rồi chôn mày đó nữa rồi con ở đâu tôi nói ổng cháu biểu ở trước này thôi con đó để nhà bác là con thấy mày chỉ có cái không gian ngoài trước này là cái nền gạch thôi đó dạ rồi với lại một cái giường này thôi dạ mưa thì dách hở bên kia trên cô bác bên chị thấy đau đớn ghê không dạ rồi hàng ngày thì bác làm gì bác sống hầu lần cái giò chưa đau thì bé ớt rồi giờ nó bị sưng chân nè vì công chân đi không được mà chân gầy
Rồi giờ bẻ cũng cũng mùa rau cũng có đi bẻ nó, rồi bẻ không nổi thì vô lựa, ta bẻ rồi đem nhà mình lựa. Con cái bác có cho tiền bác không? Thì ta mấy đứa nghèo thì cho, thì kiểu nghèo đi cho đủ đủ bắt sống gì đó, cảm ơn gì đó. Thôi bây giờ bác dẫn con đi vô trong ha. Dạ. Mỗi hàng đêm là bác ngủ ở đây có mình hả? Bữa hôm thì bác ngủ trong đó đó, rồi cái hôm đó vô tiếng mấy thằng người kia ta hư rồi ta đem bán được, ta để đó rồi cái bác này là bác cúng cơm hả? Cúng cơm ổng với thằng trai đó. Ngày nào cũng nấu cúng cúng gì hả bác? Ngày nào cũng cúng gì cúng rồi bác ạ. Này là chồng của bác hả? Mấy chồng nè. Ông mất năm nhiêu tuổi hả bác hả? Ông mất 62 tuổi. Dạ. Năm nay ông 65. Còn thằng đó thì nó mất hầu 6, hầu 36, năm nay nó 39. Nè vậy đó con. Sao làm tiền hả bác? Có biên nữa đó. Cái này là cũng chết rồi, cái dư là chị. Ông nào bác? Ông đây nè. Bác ngủ vậy bác sợ không? Hồi hả bác ngủ đây nè. Hồi làm bác ngủ bên đây luôn hả? Đây nè. Rồi cái mấy nhỏ nó đem ba đây để đây, bác biết nó khiêng đi hoài, nó không khiêng bác nó không có chỗ ngủ bác ra đó. Chứ là bác ngủ đây nè. Hồi cấp ông mới chết á. Là bác ngủ đây luôn nè, ngủ mấy năm luôn á. Mới ngủ ngoài đó mấy tháng nè. Bác có nghĩa là chồng bên đây thì bác bên đây luôn. Đất này nè. Đêm ông về có khiêu không? Có khi thấy thì không. Ông thấy không bác? Ông nói gì? Thì thấy bình thường không biết cũng chết. Thấy bình thường chứ không biết chết. Đây là phòng mộ của ông chôn ở trong nhà luôn của bác không chị? Nhà này dột hết á. Dột chân cái khung sắt nè. Để nó dột lủng lủng nó dột chân à. Tao dột nhiều nay. Mưa nè. Mưa bác ngủ được không? Mưa thì bác lấy cái thao hứng hứng hầu ngủ. À, lúc đó là ngủ bác ngủ đây là không có để tivi đây ha? Không nè, cái tivi này của người ta, có bên đó người ta bán được, cái đem ra đây cho bác bán không được, được ăn đồ mũ mà bác không được. Dạ. Giờ tao mua, tao mua siêu mỏng rồi, cái này tao mua, tao cho bán đồ mũ rồi mà bác không được. Dạ. Nhờ bác con thấy đâu có thấy gì quý à? Không có gì chứ, đó giờ ông chết, ông bị tới biến 17 năm lo cho ông không à? Lo với hết tiền luôn. Lúc trước là bác khá giả không? Không. Rồi cái phần mộ thì khi ông mất thì phần mộ này ông mất là sớm là chị em cô bác rồi sớm sớm tôi cho tiền chôn. Cho tiền chôn. Dạ. Dán gạch luôn. Ừ, chị em rồi tôi sớm tôi cho tiền á. Dạ. Rồi bác làm cho ông luôn, cái thằng đó chết cũng ta cũng cho tiền hết trơn vậy đó. Rồi cái cũng làm luôn cho nó luôn vậy đó. Rồi cũng chị em cô bác rồi người ta sớm tôi đi điếu đó. Dạ. Rồi làm luôn vậy đó. Bác có thấy lạnh không bác? Không. Ủa có con chó kìa. Con chó này của nhà bên đó mà nó qua đây nó quậy hoài vậy nè. Dạ, ơi kệ nó không sao. Chứ bác không có nuôi chó. Dạ. Nhà bên đó đó. Hồi đó giờ vậy đó không có chuyện cái gì quý chứ. Nhà bác là có hai nấm mộ luôn á. Dạ. Bên đây một nấm mộ của người con và bên đây là nấm mộ của người chồng. Dạ. Cái này thằng trai nè, cái này ổng nè. Ôi ơi. Là bác trai này đào mộ lên đi. Bác trai đó đào mộ đây nè. Dạ. Bị thằng nhỏ đó nó cắt cái bếp này cho nó ở nè. Nó ở đó bệnh lao đó rồi cái sợ ở chung chả đó mới cắt cái bếp này cho nó ở nè, cái nó mấy cháu với ổng nói ba nó cũng chết ba chôn con đây nè để con sợ ma. Bác khi sau khi anh này mất thì có nói gì với bác không? Có gặp nó bác chết bác tất kỳ tử không biết nó chết nó vừa phát bệnh nên là chở xuống ông nghị phải không, rồi ông nghị nó chạy chuyển ở thành phố thì bác ca không kịp thì nó chết chở về đây luôn. Có lúc mà nó còn mạnh thì nó cháu với ông vậy đó. Rồi ông nói, ông giận, ông cũng nói gì nè, tao dục mày với hầm mà cho mày đó. Ông giận, cái ông cũng nói gì đó. Rồi cái tới nào nó chết, ông nhớ là cái ông đem đào lỗ đây luôn. Trời gì? Trời. Là anh này mất thì mấy tháng sau là bác mất luôn hả? Thì thằng này, ông chết mở cái mã thì thằng này bằng tận 100 ngày. Thì trong một năm gì là? Trong năm có 3 tháng mấy gì đó, hai cha con chết. Hai cha con mất hết thì lúc đó thì cái bác suy sụp dữ không? Suy sụp rất lúc nó mặn ăn không nổi chứ. Mới tỉnh là năm ngoái nữa. Yeah. Bác vẫn đang khóc hả? Hả? Thấy bác bùi ngùi. Khóc hoài à? Ừ. Có nghĩa là bác khóc số phận của mình hay sao? Nhớ ông. Nhớ hả? Nhớ cái kỷ niệm ngày xưa với ông hả? Ừ. Cũng như bác nhớ buồn có hai gia đình quá. Hai cái mã gì đó. Ừ. Cái khóc hoài vậy đó. Có nghĩa là trong nhà mà để hai cái ngôi mộ luôn bác nhớ. Nhớ. Nghĩa là nhiều khi buồn cúng cơm mà cũng khóc. Mà à. Tối mà ngủ cũng khóc. Ừ. Khóc hoài à, mới tỉnh này nè chứ mấy năm trước sợ vậy đó.
rồi mới tỉnh hồn lên năm ngoái này đó, chứ hỏi chứ chưa được 5 tháng rồi mà hai cha con chết lượt anh. Dạ rồi cái nhớ ông cái khóc hoài vậy đó, trong đồng cũng vậy, nên nhớ nhỏ cha ông với đồng bé ớt á, cái ngầu khóc đó dù gì khóc mà trời đấy nhớ. Dạ. Sao này bác không có tiền sửa lại hay sao bác? Không, như ổng bệnh rồi lo cho ổng, ổng chưa ổng tai biến 17 năm rồi lo cho ổng hết trơn, tiền hoài ăn mần đủ ăn rồi con nghèo nữa, rồi nó cũng đâu có cho mình nhiều đâu, rồi nó nghèo rồi nó mặn lo vợ lo con nữa, rồi cho mình chút đỉnh ăn vậy đó. Lúc mình để cho ông với lại anh đang nghỉ ở đây thì chính quyền họ nói gì không? Không ai nói gì hết. Không biết ta có hay không mà ta cũng muốn nói gì. Rồi bác cũng để đây là hoài tới giờ cũng không ai nói. Hồi lúc đó bác cũng không có tính định cho ông này, nó không có đất bị bà vợ chồng có cho được có nhiều nè. Có đủ cái nhà không gì nè, rồi cái đường không có định cho nó đây. Tại nó cháu vậy chứ định cũng đem nó xuống với vị tỳ á phải không? Dạ. Ông ở nhà đi bác cái gì không có kịp, ông nhà ông đào lỗ gầu rồi. Dạ. Rồi ông đào lỗ gầu thì sẵn bác mới để đó cho ông nằm luôn. Dạ. Rồi tới nào thằng này nó mắc rồi cái ông hết đó, ông bác bệnh gan lên rồi, ông như nó chết ông suy sụp luôn. Chứ phải nó không chết ông cũng chưa suy sụp nữa, ông chết nó chết rồi cũng suy sụp cũng bệnh luôn. Cái kỷ niệm ông với lại bác thì bác trai với lại bác đó thì bác nhớ nhất là cái gì? Kỷ niệm như vợ chồng nghèo khổ đó, út ở nhau vậy đó. Ừ. Dạ. Vợ chồng nghèo khổ ở nha, ở cũng bền đó, ở sống cũng bốn mấy năm mới chết. Ngày xưa thì bác với bác trai làm cái công việc gì? Cũng đi cắt lúa mướn đồ này kia sống gì đó, đó gặp ổng cũng ha cũng nghèo khổ gì đó, còn ổng cũng nghèo vậy đó, rồi đi cắt lúa mướn ăn. Rồi ai kêu làm gì thì ổng làm nấy, ổng đi vợ trà rồi kiếm cá về, rồi ổng đi ổng đi ai làm gì thì ổng làm chứ, cắt cỏ ổng cũng đi vợ trà, ổng mặn ổng lặn hụp vậy đó. Con nghĩ thì khi mà để ông với lại anh ở đây thì nó làm cho bác cứ dương vấn rồi bác cứ khóc hoài đúng không? Khóc hoài vậy đó, chứ là hồi đó thương nó nữa, nội bà con thương nó nhiều, nó không có vợ con gì chứ á, rồi nó gánh gác trong gia đình, nó lo cho ông đó nè. Vừa biết ông hồi đó cũng như nó cũng nghèo khổ, nó đi vác lúa đó, vác lúa ghe bước nó té rồi nó bị bệnh luôn. Nếu như mà có ước muốn cho cuộc đời của bác thì bác sẽ ước điều gì? Ước điều có cái nhà đành lẽ rồi. Vậy là rồi đó. Có nhà đành đặng ở nên thờ cúng ông á. Chứ bác ở khi nào bác chết thì được rồi. Chứ bác không muốn điều gì nữa chứ. Có nhà ở rồi kệ mình lăn lóc mình ăn cũng được. Mang kiếm tiền lăn lóc ăn. Yêu cầu có cái nhà lành lặn ở được. Ngày xưa giờ thì con cũng đi nhiều và đây cái trường hợp của bác á là khá là đặc biệt, mà phải nói là rất đặc biệt luôn. Dạ. Khi mà ở trong một ngôi nhà một nát và với lại cái diện tích nó nhỏ như thế này mà lại có đến hai ngôi mộ, một người chồng và một người con. Dạ. Đó, rất là bác phải kiên cường lắm bác mới vượt qua được, chứ nếu như mà bình thường thì bác cũng khó mà vượt qua. Hồi lúc ông chết, ông có cháu rồi với bác gì nè, ông nói bà để tôi đây, rồi bà ở trước đi, rồi bà mặn bà ăn đi, rồi bà gán mặn ăn đi. Không có cho số cho gì chứ á. Thấy ông hoài mà không biết ông chết, bình thường thì thấy ông nhiều khi ông kêu nấu cơm cho ông ăn. Rồi. Ông lấy giác này sao bà đi chơi hoài, bà không nấu cơm. Rồi, bình thường không biết luôn, không biết ông chết luôn. Dạ. Ông bệnh gan đó, ông cũng không có mê mùi gì, ông cũng sợ ông chết. Ông tán nè, chết mà ông sụp luôn đó, ông sụp, ông khóc kia mà ông sụp luôn đó. Ừ, có nghĩa là con mất á. Dạ. Cái ông đau thương quá. Với ông có tai biến nữa đó, rồi nó chết, từ năm cái ông sụp luôn, ông suy sụp luôn, khóc hoài đó, rồi ông suy sụp luôn. Dạ. Với hồi đó, nó còn, ông còn sống đó, nó có hiếu với ông đó. Đi mò cá bự, cái con gì bự để dành cho ông đó mà. Vậy hả ba? Dạ. Là... con gì bự, cá gì ngon là để cho ông, không ừ. Cho ai ăn chứ. Trời. Thành cái ông thương đó mà ông thi sập luôn. Hôm nay con bác là tên gì hả? Tên Nguyễn Thị Vân. Tên cô Vân, bác Vân hả? Dạ. Bác gái, bác Vân. Đây là bác trai. Dạ. Thưa cô bác quý anh chị thì
cái trường hợp của bác Vân là khá đặc biệt khi mà Bụi Hồ phải gặp ở trong một cái ngôi nhà cũ kỹ một nát như thế này. Một trên một cái trục lộ chính thì một mình bác Vân ở trong một cái ngôi nhà nhỏ như thế này phải đối chỗ, phải kiên cường lên để mà đứng vững trong cái cuộc sống, để mà cố gắng sống cái phần đời còn lại của mình. Với lại hai nấm mộ trong nhà luôn, cứ bước ra trước bước ra sau là thấy nấm mộ thì bởi vì mới khóc hoài đó. Một sự đau thương. Hôm nay thì con đến đây á thì con không biết nói gì hơn á. Nói chung là mỗi người mỗi cảnh nó có những cái khó khăn, những cái đau thương khác nhau. Và những cái nỗi nhớ đối với những người đã khuất khác nhau. Và bác là một công trong những cái trường hợp rất là đặc biệt. Và hôm nay thì con đến đây con thay mặt cho một chị giấu tên ở Canada. Gửi cho bác 500.000. Một chú chính ở Mỹ gửi cho bác trước tiên 500.000. Là hai người hai mạnh thường quân, thì sẽ con thay mặt hai mạnh thường quân gửi cho bác 1 triệu. Để bác có một cái nào đó để bác tự xây sở trong cuộc sống của mình ha. Con gửi cho bác, con cầm một thai bác coi. Dì cảm ơn nha. Cảm ơn cháu nhiều. Thì mong thì bác sẽ cố gắng. Ở đây thì bác tắm rửa vệ sinh ở đâu? Tắm sao cái thằng kìa nhỏ gái sao cắt nhà nhỏ xíu nở mà không có đất ở đậu người ta ra rồi không có đất cát cho giờ đi Bình Dương người bác chiều qua đó tắm. Là bác là tối vẫn ngủ ở đây? Có chỗ ngủ đó mà nó cũng không có lạnh lặn gì đó, nó lủng bể trơn không gài không có mấy con nó nghèo khổ đi mặn hoài cái không kêu nó sửa là được rồi cái bác ngủ gì đỡ hoài vậy đó ngủ gì đó. Này có cái giường mà gách trơn vậy nè. Chỗ này nó bể tên như là một lỗ kỳ quậy vậy nè. Bác chỉ đó. Đây thì sống vậy đi. Rồi thôi con chào bác con về ha. Chúc bác luôn có sức khỏe tốt nha bác. Dạ cảm ơn. Chào mày cháu. Dạ con chào bác. Dạ.